Xin chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay, sau khi vượt qua khu vực huyện đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Sulit, là cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông. Chiều nay, bão đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, gây mưa to gió mạnh cho dọc trái đất miền Trung. Đến tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu gió đông sau bão vẫn gây mưa diện rộng, từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, trong đó trọng tâm mưa lớn từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Trị. Mưa lớn khiến cho mực nước các sông ở Thanh Hóa đến Quảng Nam dâng cao, có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên thượng lưu là từ 3 cho tới 6 m, hạ lưu từ 2 đến 3 m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Đến lúc này, bão số 4 đã tan dần, gió mùa Tây Nam cũng giảm cấp, vì thế mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm hẳn về cường độ. Trong đêm nay và chiều tối mai, tại đây mưa với lượng từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp ven sông khi mưa kết hợp với chiều cường dâng cao. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, đợt gió đông sau bão sẽ gây mưa vừa, có nơi mưa to và dông ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tập trung chính ở khu vực phía nam của vùng Đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa từ 10 đến 30 mm. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền và tan dần, nhưng toàn bộ Biển Đông vẫn còn duy trì trường gió Tây Nam mạnh, đặc biệt là ở khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 biển động, kèm theo đó là tình trạng mưa rào và dông còn xuất hiện nhiều nơi ở toàn bộ khu vực Biển Đông. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 19 tháng 9 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!